thôi tao làm chịu được không trời. Im. Ê trời trời trời. Chị đang nói mà. Em làm im nha. Chứ Hồng Kim làm xa chỗ đó. Ừ. Em nằm im là chị nặng, cố gắng nặng nhẹ ha. Đang nằm mà nằm nghiêng luôn đó trời. Vậy chị ơi đâu? Ráng ráng. Đây đây đây. Nằm im ha. Mày ghê. Thao xuống trên đây đi. Chúa cha trời ơi, nằm im. Không là chị chết đau đó. Nằm nói vậy nha, nằm im là gì nặng đỡ đau hơn nha. Bụng nặng mà bị áp lực á. Con nặng mấy con già già mệt quá. Ờ à, thiệt đấy. Con nặng nghiêng. Nhìn ngon này. Một tay một đồ ngon rồi. Ê. Làm năm ngửa ra đi. Ngửa ra đi, bình thường đi. Thế chị cứ bấm à cỡ rồi. Em nghiêng giùm chị. Ngồi chị. Nghiêng cái đầu á. Ý là em nằm bình thường đi. Nằm bình thường mà nghiêng đầu thôi. Thả lỏng bình thường. Không lắng đau đó. Đưa cái tay lên nha. Thả lỏng đi. Người qua em áp lực nữa. Như thế chị. Im. Trời trời trời. Ráng đó. Em thả lỏng bình thường đi. Đổ lại tư thế là. Từ từ từ. Từ từ qua. Chỗ này đang đổ. Im chị nè. Tôi khổ hôm nay dễ sợ. Nằm mà tao nó không theo. Đâu? Chị mới nằm răng cho thoải mái đi. Xịt cái. Xịt lên, xịt lên, xịt lên. Xịt lên chị, chứ không áo trắng. Đây nha chị, đau quá. Không hết rồi. Nặng cái này nữa là không nặng nổi đâu. Hàng đến chị cũng được đâu. Mệt lắm. Nãy mấy đứa đi tìm không. Tao mệt mỏi gì. Thả lỏng. Nhanh nè. Phát nhanh vậy nè. Đúng rồi. Đâu thì tại vì thả cái tay ra. Cái chỗ này gớm quá đi mà phải nặng đó. Bình thường là tao nặng đau không về thôi. Hay. Nghiêng. Thằng này dễ đấm bằng đấm vậy, nhắm xỉu luôn cha. Thằng muốn xỉu lắm nha. Tê liệt luôn hề. Thằng này chị. Trời muốn chi? Muốn gì? Muốn gì? Tưởng khúc đi nhớ ba. Đưa cái mũi nè. Im nè. Cái này xong chưa? Chưa. Thả lỏng đi. Đau không? Có. Trừ thích nặng cho mô. Không thích nặng vô mô hết. Nặng hai con người. Em nằm im giùm chị cái nè. Cho con gấu ôm mẹ. Khúc đi mạnh mẽ cho ai xem ôm thôi chứ. Không đỡ đâu. Không. Không chịu đâm được đâu.
Tụi mày quá trời. Im nè, không có đau. Trong mấy cái nam phút rồi. Tao trong những sông giới rồi. Đừng có gồng lại, chỉ có nặng đau đâu mà em gồng lại. Không được, không cho đâu. Nó quẹo luôn á. Nó chưa chi muốn đạp. Đó, rồi. Em đi vậy. Ngon nhất từ trước đến nay rồi. Hả? Trời, mấy giờ trước mệt nã luôn. Hay nè. Nặng luôn, nó mỹ. Im nè. Rồi. Hóa, hóa. Tao mày ghê. Ôi, này là 4 phút nữa. Mày im được không? Chứ người xem mọi chóng mặt á. Em nằm im là chị nặng đỡ đau hơn. Thả lỏng nè, ngay đêm một. Chị... Ủa chứ mắng lại. Nằm im đừng cứ gồng. Trời, mệt quá. Thả lỏng. Không có gồng lại nha. Gồng lại mà ta đè mỏi cái tay luôn á. Đó, rửa em rồi. Thả lỏng rồi. Không có gì. Ý. Chứ tên gì? Im nè. Thật đè mà à, mỏi tay quá đi. Chị từ từ vậy. Râu từ từ rồi đó. Râu từ từ. Đừng có đưa cái tay lên nè. Đi thở rồi. Trên trán đi. Dưới này xong chưa? Không, chưa xong. Trên trán đi. Từ 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 từ. Không, cứ thả lỏng đi. Hai phút nữa là cục nó chưa xong. Nó cục nó à. Thôi kệ mà em không đi. Mày quá đi. Tỏ ác luôn á. Chán không luôn á. Nặng nhẹ nhàng nhất có thể đi mà răng mà nghĩ răng nặng mấy cục to chịu được. Ờ. Mà chịu còn không được nữa răng mà nặng mấy cục to. Đứa mô chờ gồng nặng một to cho hắn giùm cái nè. Chịu nổi không? Không. Nó tự trả lời luôn kìa. Nhưng mà nặng như để đứa biết đó. Để ăn rỗ răng. Em mua. Ở nhiều chỗ lắm. Ừ. Mỗi nơi mỗi cục. Thả lỏng đi. Thả lỏng coi nào. Đù qua được 4 cái hắn cũng là cũng xịn đó. Ông cũng đợt này chắc cũng giỏi hơn mấy đợt trước đó. Đúng không? Ừ. Hết cây mà. Tao muộn lì quá đi. Làm ta, ta nặng không được luôn á. Ráng còn 1 phút nữa là xong rồi. Em ráng đi em. Cho đừng có rùng rùng nữa. Rùng nặng đau đó nghe. Dọa. Con qua được 10 giây không đỡ. Một cục nữa. Thôi, em tắt được rồi đấy.